Rồi, xin chào thầy anh em. Em là Đỉnh BCB. Thì hôm nay em có về được ít hàng để phục vụ anh em. Bao gồm cành FX 16 inch. Thì clip này em sẽ là làm video cho anh em xem khương, thông kẹo và đặc biệt là test chất thép, test độ cứng của cành Macaros phiên bản Hero cho anh em xem nhé. Đây là cành FX Macaros phiên bản Hero. Đây. Cho anh em xem. Logo dập chìm anh em nhé. Logo dập chìm Macaros Hero. Đó, cành thì có 5.5 với 6.35. Đó. Rất là sắc nét. Đấy, cho anh em xem khương nhé. Đó. Nó là 8 khương tuyến anh em ạ. 8 khương. Tám khương chưa vệ sinh anh em ạ, chưa vệ sinh mà đã cực kỳ là đẹp rồi. Tám khương cực kỳ đẹp anh em nhé. Cành này thì anh em có thể là chơi được nấm, xà lúc, xuyên phá chơi được hết nhé. Đây là đầu thoát của nó. Đấy, cho anh em xem phần đầu thoát. Đầu thoát của nó thì là dạng bo tròn, bo hình cầu. Đây là đầu thoát khí động học anh em nhé. Đầu thoát này thì khi anh em chơi sẽ tối ưu cái độ trụm hơn này. Cái đầu thoát cũng cực kỳ là quan trọng nhé. Anh em thấy hình làm chảo không? Đó. Và đặc biệt cái cành này có cải tiến chỗ này này, cho anh em xem. Đó. Đây là lỗ hơi kép anh em nhé. Lỗ hơi kép là có hai lỗ này. Lỗ hơi kép này đặc điểm của nó là chống vấp kẹo, nó tốt hơn phiên bản cũ. Tại vì cái lỗ này ngày xưa là người ta làm bằng lỗ tròn. Lỗ tròn thì nhiều anh em mà tại sao anh em lại có hay nói là FX nó yếu? Vì FX cái làm cái lỗ tròn nha anh em. Đời cũ làm cái lỗ tròn thì khi mà không khoan được lỗ to, khoan lỗ to là chỉ đẩy viên kẹo nó sẽ hay bị chúi đầu kẹo xuống và sẽ vấp kẹo nhé. Mà đặc biệt cái cảnh lỗ hơi kép này, cải tiến phiên bản mới nhất này thì nó là có cái lợi ở giữa này. Khi anh em đẩy viên kẹo qua thì nó sẽ không bị vấp kẹo. Mà kẹo không bị vấp thì khi vào cành nó sẽ mượt mà, nó sẽ tối ưu cái độ trụm cho anh em tốt hơn nhé. Đó. Cành cực kỳ là đẹp, sắc nét. Đó. Rồi em sẽ thông kẹo cho anh em xem nhé. Đây. Kẹo. Có chóp ke anh em nhé. Đó. Kẹo cắn rất là đẹp anh em nhé. Đây. Thông cho anh em viên nữa anh em xem này. Cho nó thoải mái. Cành đẩy rất là mượt. Đó, anh em thấy chưa? Nó cắn kẹo cực kỳ là đều. Này nó là khương tuyến mỏng anh em nhé. Khương tuyến mỏng. Đặc điểm của cành khương tuyến mỏng là anh em chơi sơ tốc nó sẽ cao, chơi nó sẽ lợi hơi nha, và nó tốc độ kẹo nó bay nhanh nữa, nên là nhanh trúng mục tiêu hơn, bóp phát là mồi rụng luôn. Đó vậy thôi. Và đây là cái phần đặc biệt nhất này, là cái phần là test chất thép cho anh em xem này. Riêng cành này em bao cho anh em là độ bền là 50 kg kẹo nhá, nấm bao 50 kg, sờ lúc bao 40 nhá, sờ lúc và xuyên phá đều bao 40 kg, sờ lúc thì bao nấm thì bao 50. Rồi test chất thép cho anh em xem. Đấy. Test chất thép bằng cách phang hai cái cành này vào với nhau. Anh em nghe tiếng thép này.
ok cho anh em. Thép cứng là không ngại va chạm. Đó. Ngủ thép rất là tốt. Thì độ bền thì anh em khỏi lo rồi, bao cho anh em 50 ký kẹo này, bền thoải mái nha. Và riêng cành này 16 inch FX phiên bản cao cấp này, lỗ hơi kép nha. Em đang có khuyến mãi anh em nhé, vì lô hàng nào mới làm xong ấy, em cũng đều khuyến mãi cho anh em là 5 cành, 5 đến 10 cành cho anh em cái giá là đẹp, cực kỳ đẹp, để anh em là trải nghiệm. Vì khi anh em trải nghiệm ngon, anh em sẽ giới thiệu cho rất là nhiều, chấp nhận bán giá đẹp cho anh em 5-10 cành. Chỉ 5-10 cành thôi, nhiều thì em không dám, không dám nhiều, nhưng mà 5-10 cành thôi, trong khả năng của em, chứ nhiều quá thì cũng chết em. Đó, để anh em trải nghiệm nhé. Riêng cành này 16 inch, em bao cho anh em ăn cò, vụt cò là 140 cho em nhé. Canh chỉnh tốt, vụt cò 130-140 là bình thường nhé. Đó, thì trên kênh em có rất nhiều cái clip test độ trụm và clip đi bem, anh em có thể lên xem tham khảo. Cành condo thì em cũng có nhé, condo cũng có đầy đủ luôn, condo và FX đầy đủ, nhưng mà clip này em chỉ làm gói gọn trong FX thôi. Mỗi clip là một loại cành, FX là FX mà condo là condo, để cho anh em dễ xem, cho video nó ngắn dễ xem nhé. Anh em có xem thêm mặt hàng gì anh em có thể lên kênh em, rất nhiều mặt hàng trên đấy, đỉnh BCB, số điện thoại của em đấy. Anh em nào cần thì vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc liên hệ Zalo theo số này nhé. Anh em xem video cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nhé. Rồi, đặc biệt anh em nào like và comment chia sẻ kênh thì sẽ được khuyến mãi. Rồi, anh em cần gì thì hú em. Rồi, chào toàn thể anh em, hẹn gặp anh em ở video lần sau.